B210 FI các bác nhá. Sóng mài có rất khó nổ. Em đâu đồ thông số này. Các bác xem thông số nó có bình thường không ạ? Sóng mài khó nổ. Ánh thảo Honda, vâng, sao em thấy nó cao nhỉ? Có cách nào khắc phục không bác? Gần 3 mm trên dây. Có cách nào anh tháo Honda chỉnh thế nào ạ? Nó thay kim phun ạ. Tình trạng xe là sáng mai rất khó nổ các bác ạ. Khi nó nóng rồi là nổ rất dễ. Đấy. Nó đã nổ rồi thì nổ rất dễ. Đây là B210. Đầu nòng kém mà. Em đo áp vẫn đang đủ mà. Đã nổ rồi rất dễ. Nhưng mà để sáng mai là rất khó nổ. Đây là các cái thông số này các bác thấy bình thường không ạ? Vâng, để em xem lại nấm ạ. Nó có liên quan đến thời gian phun của bác Nguyễn Việt Anh. Thời gian phun em thấy hơi cao ấy. Vâng, ok bác Nguyễn Việt Anh nhá. Em ơi, từng bị cái kim phun kém cơ, vì em thấy thời gian phun nó cao quá. Em thay, em đang định thay, đi mua vào thay.
em đang định mua cái kim phun về thay các bác ạ. Em thấy cái thời gian phun nó cao quá. Đúng không ạ? Vâng, ok bác Vũ Mạnh Cường nhá. Cảm ơn các bác nhá. Ý là em đang hỏi các cái thời gian phun nó cao quá thế này có cần thay kim phun không ạ? Kim phun có ảnh hưởng gì không ạ? Gần 3 mét trên dây luôn. Ăn xăng quá. Gian phun gần được. Áp bơm em đo vẫn đủ bác ạ. Đấy, được hơn 3 cân. Đây con Arbalest FI 2010. Không báo lỗi bác nhá. Không báo lỗi gì. Vâng, để tí em xem lại cái phần xúc bắp ạ. Nó được đúc đoan nhá. Hello em sửa xe Đức Anh nhá. Xe anh Đức nhá. Đang gặp cái bàn nó khó đỡ quá. Ok em nhá. Ok em Đức Đoan. À. Cái thời gian phun có cao không em ơi? Gần 3 mét trên dây. À, bây giờ đi 2 đến 10. Để rất dễ nổ. Rồi.
Rồi, cảm ơn các bác nha. Em xin cảm ơn các bác.